Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn một ứng dụng là chỉnh sửa video một cách là rất là sắc nét, rất là đẹp nha các bạn. Rồi, ứng dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn đây, WinK, ứng dụng này nha các bạn. Đây, các bạn có thể tải ứng dụng này trên cửa hàng Set Play ha. Bây giờ các bạn vào cửa hàng nè. Đây, WinK, biên tập video chân dung. Các bạn có thể ấn chữ WinK, rồi các bạn tìm đúng cái biểu tượng này. Đó, rồi các bạn cài đặt về máy và trải nghiệm cùng mình ha. Rồi, sau khi các bạn đã cài đặt rồi thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng này lên và mình test để các bạn cùng trải nghiệm với mình nha. Nhấn vào chữ mở nè. Rồi, đây là giao diện của ứng dụng nha các bạn. Ở đây nó có rất là nhiều phần, nhưng mình chỉ chia sẻ một cách là phổ thông, một cách đơn giản nhất để các bạn có thể chỉnh sửa ha. Còn những cái phần còn lại thì các bạn có thể tham khảo, trải nghiệm, tìm hiểu thêm nha các bạn. Rồi, để chỉnh sửa một cái video là mình đã chuẩn bị một cái video mẫu đây nha các bạn. Đây, đây là cái video mình đã chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ chỉnh độ sắc nét của nó là vào chỗ WinK. Rồi, tiếp tục thì các bạn ấn vào chất lượng hình ảnh nè. Đây, ở đây có HD, Ultra HD, cải thiện ảnh chân dung. Ở đây thì các bạn chỉ ấn vào dùm mình là Ultra HD đây. Rồi, tiếp tục, chọn là thử ngay nè. Đó, ở đây có hình ảnh và video, các bạn có thể chỉnh sửa cái nào cũng được. Mình chia sẻ cho các bạn là chỉnh sửa video ha. Là mình sẽ nhấn vào video mình chuẩn bị nè. Rồi, ở đây thì các bạn chọn OK. Các bạn đợi tí xíu để ứng dụng này nó lót, nó tự điều chỉnh luôn nha các bạn. Rồi, các bạn cũng có thể nhìn rõ nè. Đây, đây là cái video đã được chỉnh sửa nha các bạn. Còn đây là cái video gốc nè. Các bạn nhìn là nó có sự khác biệt liền. Thấy các bạn? Đó, rất là đơn giản nha các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn chỉ việc là nhấn vào chữ luôn. Đơn giản như thôi. Rồi, ở đây thì các bạn nhấn vào chữ tiếp tục nè. Rồi, vậy là xong nha các bạn. Bây giờ mình trở ra mình test hai cái video nha các bạn, một cái video gốc và một cái video mới vừa chỉnh sửa. Đây, đây là cái video gốc nè. Nè các bạn nhìn đi, đây là cái video gốc ha. Rồi, trở lại. Còn đây là cái video được chỉnh sửa, nhìn rất là sắc nét, rất là đẹp nha các bạn. Rồi ha, mình cũng tạm dừng video ở đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.